Hãng Apple vừa cho biết đang cố gắng triển khai các tính năng của ứng dụng HealthKit để giúp người dùng có thể kiểm soát tình hình sức khỏe của mình trên phiên bản iPhone 6 sắp tới. Apple cho biết vẫn tiếp tục đàm phán với các bệnh viện để đảm bảo người dùng có thể nhận được đầy đủ các khuyến cáo của bác sĩ. Cho tới thời điểm hiện tại, Apple đã liên kết được với nhiều bệnh viện nổi tiếng để tạo ra hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dùng. Apple hy vọng HealthKit sẽ trở thành ứng dụng sức khỏe thống trị trên toàn thế giới. Ứng dụng nhằm mục đích tổng hợp và theo dõi dữ liệu về sức khỏe cũng như quá trình rèn luyện sức khỏe của người dùng, tạo thành một hồ sơ dễ dàng sử dụng nhất. Nếu Apple có thể hợp tác tốt với các bệnh viện, thì ứng dụng HealthKit có thể trở thành một nguồn tài nguyên theo dõi cho cả bác sĩ và bệnh nhân. Thông qua HealthKit, người dùng có thể theo dõi xem những gì họ đã đạt được trong quá trình tập luyện, còn các bác sĩ thì có thể xem xét dữ liệu của bệnh nhân và đưa ra những lời khuyên hợp lý nhất. Tuy nhiên, để HealthKit không bị vướng vào bất cứ rắc rối nào với các cơ quan quản lý, thì Apple phải đảm bảo được việc chia sẻ dữ liệu giữa bệnh nhân và các bệnh viện phải được bảo vệ theo tiêu chuẩn cụ thể của pháp luật.